sở hữu ngay một website chọn gói với đầy đủ tính năng để giới thiệu cho dịch vụ sản phẩm kinh doanh trong ngành nghề của bạn. Tặng hosting và tên miền quốc tế 1 năm với mức giá chỉ 1.800.000 đồng. Thiết kế logo theo yêu cầu lên đến 9 demo với giá từ 300.000 đồng. Liên hệ Zalo 0978 106 552 hoặc truy cập ngay website thietkewebchuyen.com để nhận khuyến mãi vô cùng hấp dẫn. Thông tin chi tiết chứa trong mô tả và comment nổi bật đầu tiên ngay dưới video này. VinFast, Mitsubishi và Tesla rộng cửa đưa xe điện giá rẻ về Việt Nam. Miễn thuế tiêu thụ đặc biệt là yếu tố sẽ giúp hạ giá thành ô tô điện tại Việt Nam, giúp người dân trong nước dễ dàng tiếp cận với những sản phẩm thân thiện môi trường. Trong hội nghị chuyên đề về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao nhiệm vụ cho Bộ Tài chính đề xuất không áp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô điện, ô tô thân thiện môi trường. Ô tô sử dụng động cơ điện đang có thuế tiêu thụ đặc biệt thấp hơn so với các xe chạy xăng và xe động cơ lai xăng điện. Hiện tại, ô tô điện được áp thuế tiêu thụ đặc biệt từ 5 đến 15%, trong đó xe chở người từ 9 chỗ trở xuống phải đóng thuế 15%. Thuế đối với xe từ 10 đến dưới 16 chỗ là 10%, còn từ 16 đến dưới 24 chỗ là 5%. Phương tiện được thiết kế vừa chở người vừa chở hàng có thuế tiêu thụ đặc biệt 10%. Trong khi đó, ô tô chạy xăng từ 9 chỗ ngồi trở xuống có thuế tiêu thụ đặc biệt từ 35% đến 150% tùy dung tích xi lanh. Loại xe sử dụng động cơ lai xăng điện có thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 70% xe cùng loại dùng động cơ xăng. Nếu Bộ Tài chính đề xuất miễn thuế này và được thông qua, giá xe điện tại Việt Nam có thể sẽ thấp hơn đáng kể trong thời gian tới. Người tiêu dùng trong nước có cơ hội tiếp cận dễ dàng hơn tới những mẫu xe thân thiện với môi trường. Các mẫu xe du lịch động cơ điện bản thương mại tại Việt Nam dưới 9 chỗ ngồi đa số thuộc thương hiệu Tesla và có giá khá đắt đỏ, lên tới hàng tỷ đồng. Mẫu Model 3 có giá thấp nhất đã hơn 3 tỷ đồng. Mẫu Model X bản cao cấp được ước tính giá đến tay người tiêu dùng là khoảng dưới 8 tỷ đồng. Những mẫu xe này đều được nhập nhỏ lẻ qua doanh nghiệp tư nhân. Một chiếc Tesla Model 3 bản tiêu chuẩn có giá 35.000 đô tại Mỹ. Thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng với mẫu xe này tương đương 5.250 đô. Với giá từ khoảng 81.000 đô, mẫu Model X sẽ phải đóng thuế tiêu thụ đặc biệt khoảng 12.150 đô. Ngoài ra, trong thời gian tới, VinFast sẽ tung ra thị trường các mẫu ô tô điện, trong đó có xe buýt và xe chở người cỡ nhỏ. Mẫu xe buýt đã từng lộ diện khi xuất hiện trong khuôn viên một khu vực nội bộ của Vingroup. Bên cạnh đó, mẫu ô tô cỡ nhỏ chạy điện đã chọn được bản phác thảo và theo dự kiến sẽ ra mắt trong năm 2020. Mitsubishi cũng đang tích cực nghiên cứu mang ô tô điện về Việt Nam với các mẫu Outlander, FFEV và iMiEV. Hãng cũng bắt tay vào triển khai thử nghiệm các trạm sạc cho những mẫu xe này. Xe điện đang trở thành xu thế trong thế giới hai bánh khi nhiều hãng xe ồ ạt tham gia thị trường, trong đó có cả VinFast. Ô tô điện vẫn là phương tiện hiếm và xa xỉ tại Việt Nam. Giá là một trong những rào cản lớn với người Việt khi tiếp xúc với dòng ô tô thân thiện môi trường này. Từ ttvn.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Đưa thương hiệu và sản phẩm của bạn đến với hàng triệu khách hàng mục tiêu. Liên hệ ngay Đình Nghĩa Studio a@gmail.com. Số điện thoại 0964002593.